Thưa quý vị, sáng nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân Chân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trình đã đến thăm chúc mừng Bộ Chủ huy quân sự thành phố nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Theo mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố nhân ngày truyền thống, Bí thư Thành ủy kiên nhận và đánh giá cao những kết quả lực lượng vũ trang thành phố đạt được thời gian qua trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, nhất là trong năm 2020, đã nêu cao tinh thần tiên phong, tích cực tham gia vào việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phòng chống khắc phục hậu quả bão lụt. Qua đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được đề nghị tặng cờ thi đua của chính phủ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp bộ đội cụ hồ, nêu cao tinh thần đoàn kết, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết để hội đảng bộ thành phố lần thứ 22 nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện.